Quý vị và tất cả các bạn đang có mặt trong chuyên mục Hỏi Xoáy Đáp Xoay của chương trình Thư Giãn Cuối Tuần. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi thật sung sướng và hạnh phúc khi luôn có mặt ở đây vào tối thứ Bảy và cùng với quý vị và các bạn gửi câu hỏi tới học sĩ Xoài Chống Chấm để chúng ta cùng có những câu trả lời thỏa đáng. Và ở số trước thì chúng ta vừa trả lời một câu hỏi của một bạn gái liên quan đến một khẩu pháo, đó chính là khẩu pháo mà trong bối cảnh của chương trình mà cứ nhắm thẳng vào đầu tôi. Phải nói là khi mà phát sóng chương trình thì cũng có nhiều người có ý kiến và cho rằng là học sĩ trả lời những câu về súng, ống, pháo viết là có thể nói là đầy hào hứng. Và ở số trước tôi cũng nói rằng là để khẩu pháo ở đó nó có vẻ nguy hiểm thì tôi đã đặt ra đây để quay nòng về phía quý vị khán giả để cho nó thân thiện. Thế nhưng mà có nhiều người lại cho rằng là nòng pháo mà quay về phía quý vị thì nó lại không thân thiện mà nó hơi hiếu chiến. Thành ra là chúng tôi cũng lại xin phép để vào đúng vị trí của nó. Và bây giờ thì có lẽ là nó đúng ở vị trí đó rồi. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với chương trình của chúng ta. Chúng ta cùng gặp gỡ với học sĩ Xoài Trọng Chấm. Vâng, xin chào học sĩ. Phải nói về cái nòng pháo. Dạ, không, học sĩ chào quý vị khán giả. À vâng. Xin chào quý vị khán giả. Dạ, dạ. Nhưng mà nói về vấn đề pháo ấy, dạ, thì nó rất là nhiều. Vâng. Bởi vì tiến sĩ phải biết rằng là trong cái lịch sử phát triển quân sự, dạ, thì vũ khí nó hàng chục nghìn loại. Úi giời, nhiều thế. Cho nên là nếu mà nói về cái vũ khí quân sự bây giờ là chúng ta không đủ thời gian. Vâng. Và sau cái số vừa rồi ấy, vâng, thì có rất nhiều thư gửi lên đây. Và gửi, nhiều người điện đến trực tiếp vào tôi. Nhưng tôi nói thế này, là đây là một vấn đề mà chúng tôi đang nghiên cứu. Nó nằm trong cái công trình nghiên cứu khoa học của chúng tôi. Vâng. Và chúng ta sẽ trả lời ở nhiều số sau. Vâng. Còn số này chúng ta trả lời những câu hỏi mới. Vâng ạ. Và theo tôi thì chúng ta hãy chấm dứt pháo ở đây. Vâng ạ. Dạ. Không bàn về vấn đề không pháo bàn về pháo nữa. Vâng ạ. Thưa quý vị, chúng ta cũng nên tôn trọng ý kiến của học sĩ Xoài Trọng Chấm về những vấn đề mà học sĩ vừa nêu ra. Chúng ta tạm thời chấm dứt vấn đề súng ống đạn dược pháo ở đây. Cháu tên là Đỗ Thanh Kem, 8 tuổi ở Hà Nội có hỏi. Dạo này chương trình của chúng ta lại có rất nhiều những cháu bé mà tên cũng lạ đấy. Vâng, Đỗ Thanh Kem. Vâng. Có hỏi là: thưa bác, hôm nọ bố cháu tổ chức liên hoan tại nhà và uống rượu cùng mấy người bạn. Bố cháu có cao hứng đọc hai câu thơ, sau đó mọi người vỗ đùi khen hay và cười với nhau rất là sung sướng. Hai câu thơ đó là như thế nào? Đến nay pháo đã tịt ngòi, gia tài còn lại một vòi nước trong. Ok, thế sao chúng ta lại còn gì nữa không? Dạ có đấy ạ, nhưng mà chúng ta thôi có nhưng trả lời này, tại vì mà lại liên quan đến pháo, có trả lời không? Không không không. Nhưng mà thế này, pháo trong thơ khác pháo mô hình. Xin mời tiến sĩ đọc tiếp. À dạ vâng, tôi sẽ đọc tiếp ngay. Vậy cháu xin hỏi là hai câu thơ này hay ở đâu và mọi sao tại sao mọi người lại cười? Vâng, xin mời. Thực ra hai câu thơ này ấy, vâng, là nó nằm trong cả một bài thơ dân gian. Dân gian mới. À. Cả bài nó như thế này này. Dạ dạ. Là đến nay thì cũng đã già. Vâng. Sắp hết kiếp làm chồng người ta, dạ, dẫu cho thắm thịt đỏ da, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là công toi. À. Bởi vì pháo sắp tịt ngòi, à, gia tài còn mỗi một vòi nước trong. À. Tới đây về với cha ông, dạ, ngồi sau nải chuối ngắm mông con gà. Đấy, sao ấy là như thế. Vâng, thế xin hỏi học sĩ là cháu nó hỏi là nó hay ở đâu, học sĩ có thể bình cái bài thơ này. Thực ra cái bài thơ này có thể nói là rất hay. Đúng. Và ý nghĩa của như cái bài thơ đó là như thế này. Dạ. Là cháu 8 tuổi chưa hiểu được. Đấy. Cho nên là rất là khó. Ý nghĩa là 8 tuổi chưa hiểu được. Cho nên là có thể là tôi đọc ra để cho cháu nhớ. Vâng. Sau này, vâng, trong quá trình lớn lên, vâng, cháu có thể hiểu dần dần. Vâng. Và có một ngày đẹp rồi, dạ, cháu phá lên cười. Thế là cháu đã hiểu. À, dạ, vâng. Xin hỏi học sĩ là thế ở tuổi như tôi thì liệu tôi đã được học sĩ nói cho tôi hiểu được chưa? Tôi thấy cái bài thơ nó cũng thú vị. Thì. Dạ. Tiến sĩ, vâng, từng này tuổi mà đọc bài thơ đấy không hiểu thì ai cấp bằng cho tiến sĩ? Cái này là công trình nghiên cứu của tôi lại không phải công trình nghiên cứu về pháo. À, cho nên là tôi có thể không hiểu về lĩnh vực này, nhưng là tôi rất khá lĩnh vực khác. Tôi thấy bài thơ cũng hay. Vâng. Và tôi thấy lại hay nhất ở cái chỗ là mông con gà, bởi vì tôi lại rất thích ăn thịt gà. Vâng. Thế thì nếu mà không tiện mà trao đổi với tôi thì có lẽ là chúng ta trao đổi ở một dịp khác. À không, lúc khác chúng ta trao đổi nhau về cái mông con gà. Đã. Một cháu, lại một cháu. Lại một cháu. Vâng, tên là Nguyễn Văn Thóc, 17 tuổi, ở Thọ Xuân, Thanh Hóa. Có hỏi: mỗi khi hè đến cháu lên Hà Nội lại thấy các cô gái ăn mặc hở nhiều da thịt, rất là thích mắt. Cháu về quê thì thấy các cô thôn nữ mặc kín mít khiến cháu rất buồn. Cháu chỉ muốn lên Hà Nội sinh sống để được ngắm các bạn gái thoải mái,
các chị ấy thoải mái. Vậy cho cháu hỏi bác chấm, cháu nên thi vào trường đại học nào? Hai cái này nó mặc mà lại thi vào trường nào nó cũng đấy. Nhưng mà thế này, vâng, tôi xin phép bà trả lời thế này. Trước hết là tôi chúc mừng cháu. Cháu Thóc Xuân. Vâng ạ. Là cháu đã phát triển đúng là giới tính là nam. Dạ. Cho nên nhìn thấy các bạn nữ là cháu cảm thấy rất xúc động và bồi hồi. Đúng rồi. Này, trên đây là chúc mừng cháu và gia đình cháu. Vâng ạ. Là sinh ra một người con trai đúng nghĩa của nó. Dạ. Đấy. Vâng vâng. Nhưng mà tôi xin phép trả lời như thế này. Dạ. Cái vấn đề mà hiện nay ai cũng biết là suy thoái kinh tế toàn cầu. Đấy. Vâng vâng. Cho nên là phụ nữ không, và đặc biệt không, là không từ để tôi nói. Nhưng mà học sĩ phải nghe tôi nói đã. Nếu không là... nếu không thì là tiến sĩ trả lời đi, tôi trả lời đó, tôi đi về. Dạ vâng. Nhưng mà tôi mà toàn bộ thế giới đều biết rằng hiện nay chúng ta đang nằm trong một cái tình trạng suy thái kinh tế toàn cầu. Đấy. Và các cô gái ở thành phố đã nghĩ ra cách tiết kiệm vải nhá. Và đáng nhẽ số lượng vải may được một bộ quần áo thì cắt làm đôi, may hai bộ. Áo thì ngắn hơn một tí, quần kéo cả xuống một tí, thế là được hai bộ. Thế thôi. Ôi, tôi phải nói là hết sức xin lỗi. Qua cách giải thích của học sĩ thì tôi đã hiểu. Đúng. Bạn Thóc thân mến, như vậy là không phải các cô gái cố tình ăn mặc ngắn hay theo lời bạn nói là hở hang đâu, mà đây đúng như lời ông cha ta ngày xưa có nói là cái khó nó ló cái khôn. Cái nhu cầu ăn mặc của các cô gái là rất nhiều, nhưng mà vì suy thoái kinh tế cho nên các cô ấy không có đủ kinh tế để mua bộ quần áo, và các cô ấy tìm cách nữa là cùng số lượng vải đấy lại may được hai bộ quần áo. Thì đương nhiên là áo nó phải ngắn đi, quần nó phải tụt xuống. Đúng. Vâng, rất là hay. Xin cảm ơn ạ. Chúng ta quay lại câu hỏi của bạn Thóc, tức là thế thì bạn ấy thi trường nào? Nó thế này. Cái thi trường nào? Thí dụ như là bạn ấy có khả năng về môn tự nhiên. Thí dụ như là toán hóa sinh. Thì bạn thi về trường đại học Y. Đúng. Còn nếu mà toán lý hóa thì có thể thi vào kinh tế. Học viện ngân hàng, đúng, vân vân. Dạ. Còn nếu như bạn giỏi về mặt xã hội, dạ, văn sử địa, dạ, thì có thể thi vào xã hội nhân văn. Dạ. Còn lại, nếu như hai môn đó đều yếu, tự nhiên và xã hội đều yếu, thì có thể là gì? Thấy mình có khả năng là diễn viên thì thi vào kịch, có khả năng hát thì thi vào nhạc viện thủy lợi, và có khả năng mà sức khỏe tốt, vật tốt thì thi vào trường thể thao. Cái việc ở đây bạn lại đưa vào hai vấn đề. Đó là vấn đề các cô gái ăn mặc hở hang rồi lại là thi trường đại học nào. Thì theo học sĩ là cái mục đích chính của cái câu hỏi này là cái gì? Thực ra tôi cho là khi mà anh đi học ấy, vâng, thì nó phải có động cơ. Vâng. Người có động cơ này hoặc người có động cơ kia. Dạ. Bởi vì động cơ của anh này là có thể lên thành phố để được ngắm các cô gái ăn mặc nó thoải mái một tí. Dạ vâng ạ. Nhưng tôi cho cái chuyện ấy không. Thế thì làm thế nào ạ? Làm thế nào để có thể cái việc đó, nếu mà chỉ để ngắm các cô gái ăn mặc thoải mái một tí mà. Vâng ạ. Thì việc gì phải cầu kỳ đến mức phải thi vào đại học. Vâng. Thì anh có thể làm một bộ hồ sơ này. Vâng. Giấy khám sức khỏe này, xin lý lịch này. Dạ. Rồi tất cả những yêu cầu. Sở thích, sở ghét. Sở thích, vâng, thích và được chính quyền địa phương chứng nhận. Dạ. Anh ấy nộp vào một cái chỗ, thí dụ như là khách sạn. Chỉ làm một công việc gì? Xếp xe máy để nhìn các cô gái đi ra đi vào, thế là được thôi. Thế là đáp ứng được cái nhu cầu của thưa học sĩ, tôi thì tôi lại nghĩ hơi khác một chút. Thực ra là đây là cách vào đề của cái bạn Thóc ở Thọ Xuân Thanh Hóa thôi. Nhưng mà từ trong sâu thẳm, từ những câu chữ này tôi thấy là dường như bạn đang muốn quan tâm thực sự tới tương lai. Muốn hỏi học sĩ là nên thi vào trường đại học nào? Với cái động cơ của bạn như vừa rồi, vâng, thì cái việc vào đại học là rất khó khăn. Đấy, tôi cái động cơ mà nhìn động cơ như em đấy con. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là con người có thể là hình thành sự nghiệp của mình không nhất thiết là phải vào đại học. Đúng, tôi và người ta có thể đến rất nhiều con đường. Thì bạn có thể dựa trên cái khả năng của bạn ấy, vâng ạ, và cái điều kiện mà bạn có thể trở thành một người công nhân tiện, một công nhân xây dựng, vân vân. Và từ đấy bạn có thể đáp ứng cho nhu cầu xã hội, đáp ứng cho quyền lợi của gia đình, và bạn có thể hình thành đến sự nghiệp của bạn từ đó. Đúng, không nhất thiết phải không nhất thiết phải vào đại học. Vâng, xin cảm ơn học sĩ rất nhiều. Bạn Thóc thân mến, như vậy là qua những cái ý trả lời của học sĩ Xoài Trọng Chấm thì bạn có thể hoàn toàn tin tưởng vào tương lai của bạn, miễn là bạn có quyết tâm. Còn cái việc mà các cô gái ăn mặc mà bạn cho rằng hở hang thì không phải là hở hang đâu, mà đó là trong cái hoàn cảnh cụ thể các cô ấy bắt buộc
đảm bảo được cái nhu cầu các cô ấy phải cắt đôi những cái bộ quần áo ra, hoặc là chia đôi cái chi phí ra để có những bộ quần áo ít vải hơn để ăn mặc cho nó vừa đáp ứng được nhu cầu mà lại vừa không quá tốn kém. Chúc bạn Thóc luôn luôn thành công và chúc cho kỳ thi sắp tới của bạn sẽ đạt được kết quả mỹ mãn. Một bạn có tên địa chỉ ngâythoa@yahoo.com có đặt câu hỏi: thưa anh chấm. Anh chấm thì bạn ngây thơ bạn gọi thế. Vâng. Vâng, xin mời. Em lấy chồng được 3 năm, chồng em còn rất trẻ. Nhưng từ khi lấy vợ, anh ấy lại mắc bệnh hay quên, đặc biệt là hay quên ngày tháng. Ngày tháng gì? Đấy đấy, tôi đọc tiếp ạ. Trong 3 năm chung sống, anh ấy không thể nhớ nổi sinh nhật của em. Xin hỏi anh, nguyên nhân bệnh này từ đâu ra và có thể chữa hay khắc phục được không? Như phía trên tôi trình bày là chúng ta đều biết là hiện nay chúng ta đừng rơi vào cái hoàn cảnh kinh tế bị suy thoái trên toàn cầu. Dạ, đấy vâng, là vâng. Cái đấy là ai cũng biết. Dạ. Và cái sự suy thoái này ấy, cái điều thì xin lỗi học sĩ là như thế này ạ. Bạn ấy đang hỏi về chứng hay quên chứ không phải hỏi về kinh tế. Dạ vâng, vâng. Tiến sĩ để tôi nói đã. Vâng. Tôi cảm thấy gần đây tiến sĩ nôn nóng hơn cả tôi lúc đầu. Dạ, thì không phải chúng ta thời lượng có. Vâng, thế được rồi. Thế để thời lượng có hạn để tôi trả lời ngay. Vâng vâng. Suy thoái kinh tế toàn cầu tác động trên tất cả các lĩnh vực. Đúng. Đấy. Vâng ạ. Và tôi xin nói, tiến sĩ phải hiểu là gần đây người ta thống kê tất cả các bệnh viện trên toàn cầu là số lượng bệnh nhân tăng lên đột ngột. À thế ạ. Và gì? Những bệnh gì? Bệnh gì ạ? Mờ mắt, chóng mặt, vâng, ù tai, dạ, rụt lưỡi, mà lưỡi bị vâng, rụt thụt vào trong không nói được câu nào, ú a ú ớ thôi. Nguy hiểm quá. Và đặc biệt là cái bệnh nhân mất trí nhớ tăng lên 23,5%. 23,5%. Nó đột ngột nó tăng lên như thế. Dạ vâng ạ. Và chúng ta tổng kết là gì? Chính là do gì? Tác động bởi kinh tế. Nó tác động vào trong những cái lĩnh vực nào? Tức là tôi biết để tôi đừng nói mà. Vâng. Cái này tác động trên rất nhiều lĩnh vực. Vâng. Thí dụ trên lĩnh vực kinh tế. Vâng. Thì giám đốc vâng quên mất trả lương cho nhân viên. Đấy. Bảo vệ đêm ngủ vâng quên đóng cửa công ty. Vâng. Vâng. Vay tiền quên mất là mình phải trả nợ vào ngày nào. Đấy. Vâng. Đấy là lĩnh vực kinh tế. Ví dụ thế. Đấy. Còn lĩnh vực văn hóa nghệ thuật thì dạ sao? Ca sĩ hát quên lời. Kịch sĩ diễn kịch quên lời. Đấy. Nhà văn vâng sáng tác tác phẩm của người khác vâng thì cứ tưởng là tác phẩm của mình. Vâng. Bác sĩ vâng thì quên dụng cụ mổ trong bụng bệnh nhân. Tức cùng như vậy chứ. Tức là nó vâng tác động trên mọi lĩnh vực. Toàn diện, trên toàn diện. À, xin hỏi học sĩ là cái trường hợp chồng bạn ngây thơ này thì rơi vào vâng diện nào? Đây tôi đương xin trả lời tiếp. Vâng. Là chồng bạn ngây thơ này thì phải nói thật, đây là một cái điển hình vâng của một cái bệnh mất trí nhớ trong gia đình. Đấy. Nhưng ở cái bệnh này ở trong gia đình chỉ chúng tôi có 3 cấp độ. Ba cấp độ mất vâng trí nhớ. Hay quá. Cấp nhờ độ này ấy, mới là cấp độ 3. Vâng. Tức là gì? Biểu hiện thế nào? Biểu hiện là gì? Quên ngày 8 tháng 3 là gì? Quên ngày 20 tháng 10. Quên ngày sinh nhật của vợ. Vâng. Rồi dẫn đến quên tên vợ. Quên ngày sinh nhật của mẹ vợ. Rất nguy hiểm. Vâng, nguy hiểm lắm. Thế xin hỏi học sĩ là thế cấp độ 2 biểu hiện như thế nào? À cái cấp độ 2 thì nó nguy hiểm hơn. Vâng. Tức là mặc quần áo của vợ mà lại cứ tưởng là quần áo của mình, soi gương tưởng mình là công chúa. Nhiều khi là gì? Mặc quần áo của con vâng ạ không vừa thấy chật tưởng rằng mình lớn. Đấy. Rồi lại gì? Ăn rồi lại bảo chưa ăn. Nguy hiểm. Cấp độ 2 mà cứ như thế là đã khó vâng sống lắm rồi. Đấy. Thế xin hỏi học sĩ là thế cấp độ 1 thì sao? Ủa, cái cấp độ 1 thì phải nói thật với tiến sĩ này, nó rất kinh khủng. Vâng. Ví dụ như là không nhận ra mình là ai, không biết mình làm nghề gì, không biết sinh vào ngày nào. Chết. Mà nhiều khi soi gương lại cứ tưởng người trong gương là khách bắt tay. Đấy. Mà chưa hết đâu. Dạ. Nó còn biểu hiện thế này. Dạ. Về nhà đi thang máy. Vâng. Vào cửa chính, dạ, đi ra đằng cửa sổ. Đi ra đằng cửa sổ. Đi ra đằng cửa sổ. Thế tức là trèo cửa sổ, lao xuống. Vâng. Thế hóa ra là, xin cảm ơn học sĩ, nhưng mà hóa ra là những cái trường hợp, những cái nhà kinh tế hay những cái người mà bị vỡ nợ hay là trèo qua cửa sổ rồi xuống là không phải là họ tự tử không, mà không là do chứng hay quên. Vâng, đúng là cái chứng hay quên. Xin hỏi học sĩ là thế cái trường hợp của gia đình bạn ngây thơ, tức là chồng bạn ngây thơ này thì liệu có chữa được không? Chữa được chứ. Dạ, bằng cách nào ạ? À, thế này. Mà chúng ta phải dùng một cái phương pháp vâng ạ là mua một cái sợi xích thật tốt. Vâng. Sau đó là xích anh ấy vào chân giường hoặc chân cột. Dạ. Và đợi. Xích vào chân cột ạ? Vâng. Và đợi cái gì ạ? Tất nhiên là phải đợi cho cái nền kinh tế của thế giới nó vâng hồi phục lại. Vâng.
thì từ từ cùng với nền kinh tế phục lại thì cái trí nhớ của anh sẽ được hồi phục. Bởi vì cái này nó ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế. Đúng như và thế. Khi kinh tế nó hồi phục thì đương nhiên trí nhớ nó sẽ hồi phục. Đúng. Vâng, xin cảm ơn học sĩ rất nhiều. Bạn ơi, tôi thân mến, như vậy là bạn đừng quá lo lắng vì chồng bạn có thể chữa được. Xin chúc cho gia đình bạn luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc và chúc cho mùng 8 tháng 3 năm sau bạn sẽ nhận được những bó hoa tươi thắm. Vâng, và tôi cũng xin nhắc nhở bạn rằng là áp dụng phương pháp của học sĩ xoài trọng chấm là rất tốt, rất khả thi. Tuy nhiên bạn cũng phải lưu ý rằng khi mà trói xích chồng lại ở cột nhà thì phải nhớ đảm bảo một việc là đóng tất cả các cửa sổ bằng đinh thật chắc. Bởi vì tránh trường hợp bệnh tình của chồng bạn càng ngày càng tăng lên, rồi anh ấy tưởng cửa sổ là cửa ra vào, rồi bước ra ngoài một cách nhẹ nhàng rồi nhanh tạch một cái, thế là bất đắc kỳ tử. Đúng không hả? Đúng. Xin hỏi học sĩ, những người giả vờ chết thì gọi là gì? Giả tử. Người có chức tước lớn mà chết gọi là gì? Không tử. Những người có chức tước bé? Tiểu tử. Chết trong nhà vệ sinh? Khai tử. Có thể gọi là phân tử được không? Sáng tạo. Thì câu thứ hai. Phân tử là được ạ. Được. Thế chết trong nhà vệ sinh công cộng? Công tử. Băm chém chặt mà chết gọi là gì? Thái tử. Rất tuyệt vời. Xin cảm ơn học sĩ rất nhiều. Vâng. Thưa quý vị và tất cả các bạn, như vậy là từ khủng hoảng kinh tế thế giới mà chúng ta đã có rất nhiều những cái điều mà từ cách giải thích của học sĩ làm cho chúng ta có thể nói là khai sáng ra và càng ngày càng chứng tỏ học sĩ xoài trọng chấm của chúng ta là người hiểu rộng, biết cao và chúng tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi được cộng tác với học sĩ xoài trọng chấm. Xin cảm ơn học sĩ rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau. Xin chào.